Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thì là thư giãn luôn nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á mình được một cái anh này hôm bữa là ảnh có gửi chuyện về cho mình và cái câu chuyện đó mình đã kể ở trong những cái tập trước dành cho những bạn nào chưa nghe câu chuyện này á thì cái nội dung của cái câu chuyện này á kể về một cái phòng trọ có ma ở khu vực Tân Uyên của Bình Dương và cái người anh mà gửi chuyện về cho mình á trong cái tập truyện ngày hôm bữa thì ngày hôm nay á chính ảnh là cái nhân vật chính ở trong câu chuyện này luôn và cái đập trước á, thì mình đặt tên ảnh là gì thì mình cũng nhớ nữa tập này mình xin phép đặt lại một cái tên mới ha mình đặt là Anh Tuấn đi ha ngày hôm đó là buổi sáng thứ hai anh Tuấn này ảnh chưa có đi làm tại vì cái ca làm việc của ảnh thì giờ này chưa có tới khi mà nguyên cái giải phòng trọ thì có nhiều người họ đã đi làm rồi còn á cái phòng của anh này nữa thì mới có một cái phòng là người này chắc là họ làm cùng với giờ của anh tuấn này nên là cái người ở bên phòng trọ đó họ vẫn còn mở cửa chưa có đi làm tức là nguyên cái giải phòng trọ ngày hôm đó rất là vắng chỉ có cái phòng của anh tuấn này và cái phòng của cái anh ở gần phòng của anh tuấn này ha mình kể thêm về cái giải trọ này nữa Thì cái khu giải trọ này đi từ cái chỗ đó Đi ra ở tới đầu ngoài đường lớn là một cái con hẻm Đi ra tầm khoảng tới 400m thì mới ra tới đường lớn lận vào sáng thứ hai ngày hôm đó thì anh Tuấn ảnh mới mở điện thoại lên ảnh ngồi ảnh vừa chơi game ảnh thư giãn thì anh này á, cũng là một cái người fan trong kênh của mình nên á, khi mà ảnh mở điện thoại lên ảnh chơi game thì ảnh mới mở cái ứng dụng YouTube khi mà mình có thể đồng thời mình sử dụng những cái app khác và đồng thời cũng có thể sử dụng luôn YouTube là anh đó ảnh xài cái app đó ha thì ảnh mới mở chuyện của Như lên để mà ảnh vừa nghe vừa thư giãn và chơi game thì đang cái lúc mà ảnh tập trung á ảnh đang chơi ảnh đánh liên quân ảnh nằm ở trên võng á ảnh đung đưa qua lại vậy nè tại vì cái phòng của anh này ảnh ở là cái phòng ở cuối luôn cho nên ngay chỗ đó nó có một cái cửa sổ ở ngoài với lại là có một cái uh, cái cái cây sắt ở đó nữa nên là ảnh bắt cái võng ngang qua ảnh nằm ở trên đó ảnh vừa chơi game vừa nghe chuyện của như thì đang trong cái lúc mà ảnh tập trung ảnh cơm bát là vô trận liên quân này ha ảnh mới bắt đầu là ảnh cảm thấy ở bên cái uh, phần lỗ tai của ảnh nó lạnh lạnh, giống như là có một ai đó đứng và nói xì xào vô bên lỗ tai của ảnh vậy đó. Khi mà ảnh cảm nhận có ai đó đang đứng kế ảnh thì ảnh mới liếc con mắt lên, ảnh coi coi ai vậy, rồi sau đó ảnh mới dán con mắt trở lại cái màn hình điện thoại để tiếp tục chơi game. Thì khi mà ảnh vừa liếc cái con mắt lên thì ảnh mới nhìn thấy cái người đó là một cái người đàn ông thì ban đầu á là anh này ảnh không có để tâm đâu, cứ nghĩ là một người nào đó ở trong giải phòng trọ này là lại coi ảnh chơi game thôi. thì ảnh cũng không có quan tâm lắm, ảnh tiếp tục ha, là hai tay của ảnh là ảnh gì vào trong cái điện thoại, anh tập trung, ảnh đánh cho xong cái trận liên quân đó. chơi game cũng rất là gai cấn nha mấy bạn. thì sau khi á mà anh này ảnh chơi xong thì trong suốt cái thời gian mà chơi game á anh Tuấn này anh mới cảm nhận được là luôn có một cái người đứng cạnh ở bên cái lỗ tai của ảnh là đang đứng dòm vô trong cái màn hình điện thoại. Mà hồi nãy cái người đàn ông mà ảnh thấy thì cái người này cũng chạc bốn mươi mấy tuổi rồi. Nhìn thì cũng chững chững người Còn trên người thì mặc một cái bộ đồ cũng bình thường thôi Khi đó thì anh này anh không có để ý mà vừa khi anh này ảnh chơi gần tới cuối dán game rồi Trong cái lúc mà ảnh chết á Ảnh phải đợi bao nhiêu giây rồi sau đó ảnh hồi mạng lại Thì trong cái thời gian đó ảnh mới ngước mắt lên Ảnh nhìn ảnh tính coi kỹ lại thì cái người đó là ai để ảnh bắt chuyện ảnh nói chuyện vì trong cái khu giải nhà trọ này á thì hầu hết là mọi người đều cũng sống gần gũi trang hòa với nhau thì gặp nhau chào hỏi nói chuyện cũng rất là bình thường luôn ha là vừa ngay lúc đó anh này ảnh ngước mặt ảnh lên để ảnh chuẩn bị ảnh mở miệng ảnh nói uh, kiểu như là ờ uh, ủa nay mày chưa đi làm hả? thì mới tính chỉ là chào hỏi vậy thôi. Là ảnh liếc con mắt lên, ảnh mới thấy cái người đàn ông đó mà hồi nãy họ đã quay lưng họ đi rồi, chỉ thấy ở phía sau lưng của họ thôi. Người thì không có ốm lắm, cũng có thịt da đầy đặn lắm, nhưng mà không phải là cái dạng người cao to bự con nha. Cái người đàn ông này á chỉ cao tầm khoảng 1 mét 65 thôi chứ không phải là cao lắm thì khi vừa nhìn á, là đã thấy cái bóng lưng của cái người đàn ông cái người này á, đã đứng cách anh tới 5 mét rồi anh Tuấn này á, ảnh vừa nhìn theo cái bóng lưng của người đàn ông đó thì cái điện thoại á, nó mới có cái tiếng chăng là cái tiếng mà đã hồi máu về rồi á anh này á, thì anh mới ngoái đầu ảnh vô ảnh nhìn vô trong cái màn hình điện thoại ảnh lại một cái nữa thì khi mà vừa nhìn vô màn hình điện thoại xong á ảnh lại tiếp tục là ảnh đảo con mắt ra để ảnh dòm cái người đàn ông đó để coi là họ là ở phòng nào để tiện cho việc chào hỏi hỏi chuyện này kia đồ thì khi mà vừa đảo con mắt ra là đã thấy cái người đàn ông đó cái bóng dáng của người đàn ông đó nha Dẫn mặt đúng ở trên người là cái bộ đồ đó mà cái người đàn ông đó đã đứng tuốt ở ngoài đầu hẻm luôn là đúng ngay cái người đàn ông hồi nãy luôn chứ không phải là một người nào khác tại vì cái ông này á ổng cái dáng của ổng á thì như mình diễn tả hồi nãy là ổng không phải là một cái người cao lắm nhìn cái tướng của ổng á thì nhìn là nhớ liền hà còn trên người của ổng á là hồi nãy ổng mặc ở trên người là một cái áo sơ mi mà cái áo sơ mi màu xanh xanh nó giống như là cái màu lính á với lại ở dưới là ông mặc một cái quần kaki đúng ngay cái áo đó cái quần đó và cái màu sắc đó luôn thì anh tuấn này anh không thể nào mà anh nhầm lẫn được hết nhưng mà anh này là hồi này anh thấy kỳ kỳ rồi nha tại vì cái thời gian mà anh này á ảnh đảo con mắt từ ở cái điện thoại rồi ảnh nhìn qua cái người đó thì nó chỉ mất đâu tầm khoảng hai ba giây thôi Chứ ở đâu mà có chuyện một cái người nào mà có thể chạy được tầm khoảng 400 mét mà chỉ trong vòng 2-3 giây. vận động viên marathon còn chưa chạy được tới cỡ đó nữa. Thì khi đó thì anh này á, anh buông cái điện thoại ra luôn. Tại vì anh đã nhận thức được vấn đề rồi. Không có ai trong một cái chớp mắt mà có thể chạy xa được gần 400 mét như vậy. Một cái cảnh tượng nó cực kỳ là kỳ lạ với anh này luôn. Thì anh mới ngồi, anh mới ngồi bật dậy cái giọng ảnh quay nguyên cái đầu của ảnh qua ảnh nhìn chăm chăm theo cái bóng của cái người đàn ông đó thì cái người đàn ông đó hồi này á, là đứng ở gần đầu hẻm gần đường lớn rồi nghe cứ tưởng là người này họ sẽ quẹo phải quẹo trái là họ sẽ đi theo một cái hướng nào đó nhưng mà không nha anh Tuấn này anh thấy rõ ràng luôn Cái người đàn ông này á, bắt đầu á, mờ dần mờ dần rồi biến mất Mà cái kiểu mờ dần này nó cũng kỳ lắm nha Nó mờ dần ở từ cái phần đầu á, là bắt đầu nó mờ dần 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 Nó mờ xuống tay chân Và sau đó thì cả người của cái người đàn ông này á, là giống như tan vô trong không khí vậy đó Rồi á, thì hồi đó là anh Tuấn này ảnh mới sợ rồi nha, ảnh rợn trong mình rồi, ảnh mới nhớ là bình thường á mỗi sáng khi mà ảnh nghe chuyện của Như á là ảnh sẽ có thói quen là ảnh sẽ thắp một cái nén nhang tại vì là trong nhà của anh tuấn này ảnh cũng có thờ thổ địa với lại là ảnh cũng có thờ quan công nữa nên là ảnh cũng thường xuyên khi mà ảnh nghe chuyện của như kiểu như là anh là một người rất là tin vô trong chuyện tâm linh với lại anh này ảnh cũng là một người nhạy cảm về chuyện tâm linh nữa và đặc biệt trong cái khu trọ này của ảnh ảnh cũng biết là có rất là nhiều ma rất là nhiều dông vía nên là ảnh nghe chuyện của như thì ảnh sẽ thấp một nén nhang cho những vị thần mà ảnh thờ trong phòng trọ của mình ha thì đó là cái câu chuyện mà do cái anh này ảnh đã kể lại cho như một cái feedback khi mà nghe chuyện ma và gặp ma của anh tuấn này ha Dạ minh cũng xin phép nhắc bạn nào chưa nghe thì hãy tìm nghe thử cái tập truyện giải phòng trọ có ma ở Tân Uyên Bình Dương nha. Rồi ngay bây giờ mình sẽ đi qua một cái câu chuyện thứ hai nữa Thì câu chuyện này mình được một cái đứa em nó kể chuyện lại cho mình Thì bé em này nó cũng làm ở trong cái khu vực Tân Nguyên đó luôn Thì hôm bữa như có kể một cái câu chuyện là có một cái công ty có ma ở khu vực Tân Nguyên Bình Dương luôn Thì mai thay là con bé này nó làm ở trong ngay tại chính cái công ty đó luôn khi mà con bé nghe như kể chuyện là nó biết đây nè chính xác là cái này là ở trong cái công ty của nó tại vì những cái câu chuyện ma ở đó là rất rất là nổi tiếng luôn mình xin phép đặt tên là Bé Su đi ha, Bé Su cho dễ gọi. Bé Su này á là bé cũng làm ở trong công ty đó luôn. Thì trong công ty Bé Su cũng có thân với lại vài người. Thì cái người mà Bé Su thân nhất á là một cái người nam nhưng mà kiểu như là họ thuộc giới tính thứ ba LGBT đó ha. Với lại là Bé Su á nó cũng có chơi thân với một cái cô này thì cổ cũng tầm bốn mươi mấy tuổi rồi. Ngày hôm đó là tầm 7 giờ tối Do tan ca cho nên là 7 giờ mấy tối Thì bé Su nó vẫn còn làm Do những cái câu chuyện ma ở trong công ty này Đặc biệt là cái khu vực nhà vệ sinh Rất là nổi tiếng luôn Với lại là cái nhà rác ở kế bên cái cái toilet Nó cũng rất là nổi tiếng Nên mà mỗi lần cực chẳng đã là kiểu như mắc dữ lắm Nước tràn bờ đê luôn Là mới rủ nhau đi vệ sinh vào cái lúc mà bắt đầu trời tối Ngày hôm đó là do ông bé Su này nó mắc quá đi Nên là nó mới rủ, nó năn nỉ Nó rủ cái cô này, mình gọi là cô Năm đi ha Với cái bạn kia Mình đặt nem nha Mình đặt là bé Ba đi ha cô năm với bé ba thì con bé su này nó mới rủ cô năm với bé ba đi vệ sinh chung với nó chứ điên mình thì nó không dám đi tại vì thì ai cũng biết ở đó có ma rồi mà sợ quá mà đợi tí làm tăng ca xong thì tới 9 giờ tới đó thì chắc là con bé su này nó bị bể bụng đáy nó chết luôn chứ làm gì nổi tới đó khi mà thấy bé Su á mặt mày của nó đen thui tối sầm lại cái mặt sụ xuống mà nhăn nhăn là biết nước chuẩn bị tràn bờ đê rồi ha. Thì à, cô năm á với lại là bé ba cũng ok đồng ý là đi cùng với bé Su đi ra nhà vệ sinh cho nó giải quyết. Khi mà đi ra nhà vệ sinh rồi á là cô năm với bé ba là đứng đợi nó trước nhà vệ sinh còn bé su thì nó đi vô trong để mà nó giải quyết giải quyết cái bầu tâm sự gấp gáp của nó ha khi mà nó ở trong toilet thì đang cái lúc mà nó giải quyết ha nó thoải mái thì bắt đầu là nó mới nghe cái tiếng cười nó mới nghe tiếng cười là nó nghe cái tiếng cười mà ngắt quãng vậy đó mà cái tiếng cười đó nó lớn nó lớn cực kỳ luôn, giống như là nó gian dội hết ở trong cái toilet đó, do mình đóng cửa cái toilet lại ha là xung quanh bốn bức tường, thì khi mà mình nói chuyện hay gì á là nó cứ gian dọng, gian dọng cái phần âm thanh á nó cứ gian dọng ở trong không gian đó làm cho mình cảm thấy giống như là cái âm thanh đó được lặp lại nhiều lần vậy đó. Thì bé su này trong lòng nó nha, là nó mới nghĩ chắc là thằng bé ba ở ngoài á đang ghẹo nó chung đâu biết là nó sợ ma ghẹo nó chắc luôn thì hồi này là nó mới lẹ lẹ bé su nó mới xông ra bé su chửi bé ba thì bé su mới nói á mày nghe mày chơi gì là mất dạy nghe mày hù ma chọc quỷ tao phải không dưới một cái thái độ hỏi nhưng mà có phần đùa cợt giống vậy đó thì bé ba mới trả lời khùng quá mẹ ơi tao tao còn sợ ma hơn mày nữa nghĩ sao mà tao hù ma mày bậy bạ bà không hà là bé ba mới trả lời với bé su vậy nha thì bé Xu nó tức lắm nó mới nghĩ chắc chắn luôn là bé ba hù dọa nó chứ không ai hết thì bé ba nó mới quay qua nó hỏi cô năm mới hỏi là cô năm cô năm phải hồi nãy á là bé ba nó hù con phải không nó chọc ma con hay gì nè khi đó thì cô năm cũng mới nói Đâu có đâu, có một mình mày ở trỏng chai đâu, hù ma chọc quỷ mày. Nó đứng kế tao đi nãy giờ nè, nó còn nói mày đi mà lâu như gì á, nó đứng đây nó sợ nó còn rung như cây sấy ngoài này nè. Thì bé Su nó mới tức lắm, nó mới nói: "Cô Năm nha, cô là cô không có binh đó nha, cô chơi vậy là giận cô luôn á." Ngay lúc đó thì cô Năm cái mặt của cổ rất là nghiêm túc, cổ mới nói: Mày nghĩ tao sống với từng tuổi này mà tao hù mày hả? À? Dưới sự khẳng định của cô Năm và của bé ba như vậy Tức là hai người này không có ai chọc mình hết Trong khi hồi nãy là nguyên cái toilet Không có ai hết trơn, chỉ có mỗi mình mình hả à. Vậy thì ai là cái người đã phát ra cái tiếng cười đó Một cái tiếng cười mà khiến cho bé Su phải rùng rợn da ốc luôn khi mà ra đây rồi thì bé su nó mới cảm thấy là bắt đầu là nó hơi nổi da gà da ốc vậy là nổi cục cục lên hết trơn này nha thì mới bắt đầu là bé su nó mới hỏi lại chắc chắn một lần nữa để khẳng định coi phải thiệt sự thật không thì nó mới hỏi cô năm với hỏi bé ba cô năm nói thiệt hả cô năm còn bé ba mày không có hù tao hả khi nghe như vậy á thì cả hai người đều gật đầu khẳng định một lần nữa luôn thì khi này á Cô Năm cổ mới hỏi bé Su Bảo cô mày thấy gì hay gì Mà mày ra mày hỏi điên hỏi khùng vậy vậy Vừa nghe tới đây thì bé Su đã nhận thức được vấn đề chính mình á, là người đã bị những cái hồn ma ở đó chọc phá rồi thì ngay lúc đó luôn là con bé su nó miếu máu nó khóc mà nó đi không nổi luôn cô năm với lại bé ba phải kéo ngược nó đi vô trong công ty để tiếp tục làm tiếp mà khi vừa làm nghe nó vẫn còn sợ mặt mày của nó miếu nó khóc tay thì vừa làm mà cái mặt có thì miếu lại nhìn thấy thương dữ lắm và đó là cái câu chuyện mà chính bé Su đã trải qua Đã bị một lần mà hù ma chọc quỷ như vậy nữa Còn một lần nữa là cái lần này á cái chị này cũng là khá là thân với bé Su ở trong công ty đó luôn Thì chị này mình đặt là chị Tuyền đi ha Bữa ngày hôm đó là cũng một ngày tăng ca Tới lúc này thì chị Tuyền á, chị cũng khá là mắc đi vệ sinh rồi Thì trong cái lúc mà chị mắc đi vệ sinh á, chị mới rủ là chị rủ con su nè với lại là rủ bé ba ở trong công ty á, thường là những người mình chơi họp với nhau á, thì những lúc khó khăn hay là những lúc cần á, mình sẽ rủ nhau đi chung như vậy giống như là hồi trước mình đi học á, nguyên một cái nhóm bạn mình học chung với nhau chơi một cái nhóm 6 7 đứa rất là thân luôn mà buổi học buổi tối nha sợ ma không có dám đi toilet mỗi lần đi là kéo nguyên một đám đi ra trong toilet đi toilet mà mình tưởng tượng mình vô đó ma nó sợ mình luôn chứ không phải là mình sợ ma nữa đâu rồi thôi giỡn thôi quay trở về câu chuyện nha thì cái bạn tuyền này á bạn mới đi ra toilet bạn mới đi vệ sinh bữa ngày hôm đó á, là ác một nỗi cái đèn toilet á nó cứ bị hư bị đứt bóng hoài à do cái tần suất mà nó đứt bóng nhiều tới mức á, những người trong công ty á, họ làm biến thai làm biến sửa chữa luôn và ngay cái ngày hôm đó chị tuyền này chỉ đi toilet thì trong nguyên cái toilet là nó tối thui tối thùi hết trơn không hề có bất cứ một cái đèn nào do hồi sớm á, là cái đèn toilet nó mới bị hư rồi chưa có kịp thay chỉ có mỗi cái ánh đèn ở từ trong cái chỗ mà phân xưởng để làm việc á cái ánh đèn từ ở đó rọi vô trong thì chỉ thấy mờ mờ vậy thôi để mà có thể thấy đường đi toilet luôn á là chị Tuyền này chị phải mở cái đèn flash của điện thoại lên thì chị mới rọi để mà đi toilet đỡ mặc dù là có nhiều người đi chung có hai người đang đợi mình ở trước cửa toilet nhưng mà chị tuyền này chị cũng khá là sợ tại vì giữa nguyên cái khu vực bóng tối chỉ có mỗi cái ánh đèn flash của mình thôi và chính mình ở trong một cái không gian nhỏ chật hẹp thì cũng hơi ớn hơi sợ ha thì chị tuyền này chỉ cũng cởi quần ra chị đi toilet thì đang lúc mà chị đang thoải mái thì chị mới cầm cái đèn flash vậy nè chị rọi ở trước mặt của chị khi mà cái đèn rọi vậy á, tức là cái ánh sáng của cái đèn á, nó sẽ chiếu vô cái phần cửa ở phía trước. Khi mà cái phần ánh sáng á, nó rọi ở trước cửa đó, thì mới đầu á, là chị thấy có một cái bóng, cái bóng người. Mà cái bóng người này á, nó di chuyển theo chị luôn nha Giống như là chị nghiêng đầu qua bên trái Thì cái bóng đó cũng nghiêng qua bên trái Còn chị nghiêng qua bên phải Thì cái bóng này á, nó sẽ nghiêng qua bên phải luôn. thì thoạt đầu á thì chị này chỉ đang giải quyết chỉ đang khỏe khoắn thì chị mới nghĩ cái bóng đó là cái bóng của mình. sau khi mà chị đi do chị bị mắt hơi lâu á nên là chị đi cũng hơi lâu luôn. thì khi mà chị đi gần xong rồi thì chị ngồi thẫn thờ chỉ nhìn vô trong cái bóng đó mà trong khi chị ngồi im cái bóng đó cũng lắc qua một bên. Thì chị này hồi này chị hơi ớn ớn rồi nghe Chị mới nghĩ là chắc là mình nhúc chích cái đèn Nên là cái bóng nó di chuyển theo Thì chị mới cầm chắc cái đèn điện thoại Cầm chắc cái điện thoại Thì khi đó chị cũng ngồi im Cái điện thoại cũng đứng im luôn Mà cái bóng đó nó lại ngã ra bên trái Rồi ngã ra bên phải và cái lúc này chị cảm thấy là ở trên vai của chị Giống như là có một ai đó đang ấn mạnh xuống cái vai của chị Mà ấn đau luôn nha Thì hồi này chị này chị đang đi, chị sợ quá Chị mới rọi cái đèn lát vòng vòng nhưng mà không thấy gì hết trơn Mà chị cảm giác rõ ràng luôn là cái phần ở trên cái vai Nó đau điến luôn Giống như là ai đó bóp mạnh vô trong vai rồi ấn xuống vậy đó Chị đau điến luôn, chị la lên một cái á luôn trong cái cơn đau đớn và quảng hốt đó Chỉ có mỗi cái ánh đèn flash của cái điện thoại mình thôi Thì chị mới rội vòng vòng mà chị đau quá Trong ngay lúc đó chị lại nghe thấy cái tiếng cười luôn nha Thì vừa ở trong này khi là nghe chị này chỉ la lên một cái á Là bé su với lại bé ba là chạy vô trong cửa toilet đập cửa liền chị này ở trong này là khi mà cái cửa mở ra là chị tuôn ra ngoài một cái ào luôn cái quần của chị chỉ mới vừa kéo lên thôi chưa có kịp mà kéo lên ngay ngắn đàng hoàng còn cái dây rít của cái quần cũng chưa có kịp kéo lên luôn thì chị ra mặt mày của cái chị tuyền nó là xanh lè xanh lét sợ xanh mặt mày là thiệt sự luôn mồ hôi màu kê của chị là ướt nhem ướt nhẹp tại vì chị quá là sợ hãi rồi vì cái nhà chị sinh này á có ma nó còn nổi tiếng hơn là một cái diễn viên hollywood nào đó đối với những người ở trong cái công ty này luôn thì chị rất là sợ hãi rồi chị tuyền á chị cũng ráng chị kìm lại cái sự sợ hãi của chị chị cùng với bé su với bé ba đi vô trong công ty ha thì vô công ty thì chị mới kể lại cái sự việc mà hồi nãy chị gặp với cái sự đau đớn mà bị một ai đó đã nhấn cái vai của chị mạnh như vậy thì chị mới kéo thử cái áo ra thì cái áo hồi đó là mặc cái loại áo thun đồng phục là áo thun cho nên là mới giặt thử cái áo ra là thấy rõ ràng luôn trên hai bên vai của chị này á, là có in luôn những cái vết bầm mà nó bầm đen thui luôn khi mà thấy vậy là biết rồi nghe chị này chỉ đã bị ma nhát mà ma làm đau đớn luôn như vậy hồi á giống như là bé su nó phát hiện có một cái chi tiết là nó kỳ kỳ nó mới hỏi lại chị là hồi nãy chị cầm cái đèn flash chị để ở đâu mà chị thấy cái bóng đó thì chị tuyền này thì chị nói nãy tao cầm cái đèn flash tao để ở trước cái bụng tao nè thì tao đi tao đi tè tao ngồi xuống thì tao để trước bụng tao nè để trên đùi thì khi đó thiện bé su nó mới hỏi nếu cái chị để cái điện thoại ở trên đùi tức là cả cái cơ thể của chị ấy, nằm ở phía sau cái cái điện thoại tức là cái bóng đó là cái bóng của ai giống như là ngợ ngợ ra được một cái gì đó rồi ha giống như là khi mà mình bắt đầu là một cái nơi mà phát ra ánh sáng khi có một cái vật thể nào đó nằm ở phía sau cái luồng phát sáng ra nằm ở phía sau cái hướng ánh sáng chiếu tới thì mới có xuất hiện cái hiện tượng gọi là bóng nhưng mà tại sao chị này á chỉ ngồi cái người của chị là ở phía sau cái điện thoại luôn Còn cái đèn flash là nó chiếu tới phía trước mà Đâu hề có bất cứ một cái gì mà chặn cái luồng ánh sáng nó lại đâu Vậy cái bóng đó tức là chị này ấy, chị đã thêm một cái chi tiết nữa là chị đã gặp ma khá là kinh dị luôn ha Thì bé Su có gửi thêm cho Như một câu chuyện nữa mà để sang tập sau ấy, Như sẽ kể cho quý vị nghe ha Hôm nay thì Như cũng xin phép khép lại tập truyện của mình tới đây ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Và nếu quý vị và các bạn mình có những câu chuyện thì các bạn có thể gửi về thông qua Zalo, Facebook và Gmail bên dưới màn hình á để Như có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước nha. Nếu các bạn thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like và một nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nhé. Ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại bye bye